đó tôi mắc cỡ lắm, không có chuyện đó. Các chư Bồ Tát thị hiện ở thế gian này vì duyên giúp cho chúng sinh giải thoát, mà các ngài thị hiện vào làm con của nhà nghèo, làm cái sự đối khổ các ngài cũng làm, miễn làm sao ban lưu được cái lời pháp chân thật đến cho mọi chúng sinh, làm sao mà cho tất cả mọi chúng sinh thoát ly ra khỏi biển khổ, đó là điều các chư Bồ Tát làm. Còn những cái điều mà chấp thì chắc ngài là không bao giờ có. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng tính chất bình đẳng của pháp thân, do đó Đức A Di Đà mới tạo ra loài chim này để nói lên trong cái pháp thân ấy, cái muôn đức hạnh đã được viên thông, được viên mãn đầy đủ, và đồng thời thi hiện muôn pháp để tùy duyên cứu độ muôn loài hàm linh vạn loài. Ngoài ra ở cõi cực lạc đó, cái danh mà của cái ba ác đạo cũng không có nữa, đừng nói chi có cái cõi ác đạo. Những cái ba cái đường ác đạo là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở trên đó mà các chư Bồ Tát nghe được cái tên này cũng không bao giờ nghe được hết, không bao giờ mà nghe được hết, tại vì trên đó không có những cái đường khổ như vậy. Tại sao như vậy? Là tại vì những bậc Bồ Tát nhờ trụ vào ở trong cái Phật địa của Đức Quan Thế Âm, của Đức A Di Đà Phật, mà tự tánh đã không sanh tham sân si, do đó nên đã vào được trong cái lý tánh, nên cửa ác đạo nơi cõi cực lạc đều đóng hết, không thể mở được. Quý vị khởi một cái niệm tham sân si là ba cửa ác đạo đều mở cho quý vị vào. Quý vị mà gồm thâu lại cái niệm tham sân si thì tam ác đạo lập tức nó biến mất. Cứ căn cứ theo pháp môn bất nhị thì tham sân si tức là giới định huệ, nên trong chân tánh thiện đạo và ác đạo nó cũng là như huyễn như hóa. Như vậy thì quý vị mà tu cao rồi đó, ha, quý vị mới thấy rõ ràng nhờ có tham sân si mình mới tu. Mà tham sân si này khi mà nó chuyển hóa rồi đó thì nó là cái gì? Là giới định và tuệ. Cũng như tất cả vọng tưởng bây giờ quý vị đang tiêu trừ nó, nhưng mà khi quý vị đạt được cái chân tánh bình đẳng rồi, quý vị đạt được pháp thân thì nó là cái gì? Nó là muôn ngàn cái công đức viên hạnh trong pháp thân quý vị, và nhờ nó mà quý vị mới thuyết pháp độ sinh được A Di Đà Phật. Thành ra quý vị phải hiểu điều đó. Mà quý vị biết rằng cái thiện pháp cũng như cái ác pháp nó là như quyển như hóa, mà quyển thì nó không có tự tánh. Do đó mà khi mà quý vị nhất tâm, không có nghĩa là nghĩ tới muôn niệm chẳng sanh, thì muôn pháp và cảnh giới nó đều dứt mất. Như vậy thì quý vị thấy tu hay không? Rất là hay. Nhưng mà tại vì mình không biết, nhất là mình không có vị thầy hướng dẫn. Mà vị thầy của mình hướng dẫn là phải một cái bậc mà đã thông cái giáo nghĩa của kinh, ít lắm là cũng đã đi vào ở trong cái tự tánh, thì những vị thầy đó mới cứu độ quý vị được. Còn bằng không, họ chỉ lấy kinh sách ra, họ cứu độ cho họ còn chưa xong, làm sao cứu độ cho quý vị? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bỉ Phật bất độ, di phong suy động, chư bảo hàng thụ, cập bảo la võng, xuất di diệu âm, thí như bách thiên, chúng nhạc đồng thời câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chi tâm. Dịch ra cái chữ Việt của mình là: Xá lợi Phất ơi, cõi nước Phật kia, gió di phong thổi, những hàng cây báo, những lưới ngọc trăng rung động phát ra những tím nhiệm màu như là trăm nghìn các thứ âm nhạc đồng thời nổi lên. Người nghe tiếng ấy tự nhiên đều vui, nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. À, bên cõi cực lạc đó có một cái gió kêu là gió di phong. Cái ngọn gió này nó rất tốt, có nghĩa là cái gió mà nó thổi rất là nhẹ, làm cho con người mà những người mà ở bên cõi cực lạc nó đụng cái gió này, cái thân tâm cũng an lạc nữa. Nó khác với cái gió ở bên cõi ta bà của mình. Gió cõi ta bà của mình kêu là cù phong, có nghĩa là bão tố. Nhiều khi nó thổi nó làm cho những cái cây hay nhà cửa này kia nó bị ngã rơi rớt, và có nhiều khi nó làm sát hại những sinh mạng của những người ở thế giới ta bà này nữa. Mà khi mà cái gió di phong này mà nó thổi như vậy đó, thì những hàng cây báo là cái cây ở trên cây là
những cái lá cây là nó bằng những cái phiến ngọc bích, nó rất là mỏng và nó có va chạm vào nhau. Khi mà nó va chạm chạm vào nhau thì nó phát ra muôn ngàn cái âm thanh rất là vi diệu. Cái nhạc ở cõi cực lạc á, nó khi mà nó phát ra cái âm thanh á thì nó có sáu luật âm, nó có sáu luật dương, nó hòa điệu với nhau. Mà cái cõi ta bà của mình cũng như là cõi thiên là cõi trời không có âm nhạc nào có thể sánh bằng. Mặc dầu ở trên cõi thiên có những cái vị mà như là Càn Thác Bà, Khẩn Na La, những vị đó là những vị mà có thể là đàn rất là hay và tấu nhạc cũng rất giỏi. Nhưng mà so với cái nhạc của cõi cực lạc thì nhạc ở cõi trời đau lợi cũng không có thể bằng được. Mà khi mà người nghe rồi đó thì tự nhiên tâm đâm ra hoan hỷ, an lạc. Và đồng thời mọi vị Bồ Tát trên đó đều tự nhiên mặc niệm, kêu là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và niệm này trong Kinh A Di Đà gọi là chánh niệm Tam Bảo. Cái chánh niệm Tam Bảo này nó làm cho người nghe được bốn cái sự lợi ích lớn. Một là khi mà người được nghe thì toàn thân đều rung động, tâm khởi lên sự hỷ lạc, vui mừng. Hai, người tu nhờ tự lực hợp với sức tha lực của Tam Bảo làm cho tăng trưởng tâm Bồ Đề, càng ngày càng tăng trưởng cho đến khi đạt được nhất thiết chủng trí. Cái lợi ích thứ ba là nhờ công đức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Tam Bảo mà tất cả chúng Bồ Tát nơi cõi cực lạc tiêu diệt được hết các phiền não, phá đi được mọi niệm tham ái và niệm ác. Thứ tư là những vị Bồ Tát trên đó chứng thực và tỏ ngộ được thực tướng của tâm, được đệ nhất nghĩa lý sâu xa của vạn pháp. Đó là bốn cái sự lợi ích mà khi mà mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tất nhiên là chánh niệm Tam Bảo. Xá lợi Phật, kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Có nghĩa là xá lợi Phật ơi, cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế. Thì như tất cả quý đại chúng trong hương đã biết là cõi cực lạc thành tựu là do công đức tu hành vô lượng vô số kiếp bất khả tư nghì của Đức A Di Đà Phật. Và nói cho đúng hơn, cõi A Di Đà Phật tức là cái báo thân của Đức A Di Đà để tạo thành cái cõi đó. Do đó những người Phật tử cũng như các vị Bồ Tát ở mười phương muốn tu vào trong cái cõi thế giới của cực lạc này thì ít lắm phải tu viên mãn ba cái hạnh là tín, hạnh và nguyện, và đồng thời học thêm 48 điều nguyện của Đức A Di Đà. Vị nào mà tu đầy đủ viên mãn ba cái tín, hạnh, nguyện và 48 điều nguyện Di Đà thì vị đó sẽ sanh vào trong cái cõi thượng phẩm, là cái cõi rất là cao. Như vậy thì tất cả vị Phật nào mà muốn tạo cho mình một cái quốc độ thì vị đó phải tu trong vô số kiếp để tự tâm mình hiện ra cái cảnh giới để mà tiếp độ chúng sinh. Do đó cái cõi cực lạc này nếu mà quý vị mà tu bên mà tiểu thừa hoặc là nhị thừa thì quý vị khó mà vào. Là tại vì sao? Là tại vì quý vị tu mà không có cái niệm tha lực của Đức A Di Đà. Quý vị tu tự lực và quý vị không có tu trùng hợp với cái bổn nguyện của Đức A Di Đà. Do đó mặc dầu quý vị đắc vào cái thánh quả thứ tư là A La Hán, cũng như bên nhị thừa đắc vào cái thánh quả là Bích Chi Phật hay là Độc Thiện Kỳ Lân, nhưng mà quý vị cũng không vào được cái cõi thế giới của cực lạc. Xá lợi Phật, ư như ý dân hà, bỉ Phật hà cố, hiệu A Di Đà. Xá lợi Phật ơi, ý ông nghĩ thế nào? Phật kia vì sao hiệu là A Di Đà? Ở đây thì A Di Đà có là hai nghĩa. Một là cái nghĩa là ký quang, có nghĩa là sự quang minh sáng suốt. Cái nghĩa thứ hai là sống lâu, là thọ mạng vô lượng. Cái người Ấn Độ thì đọc cái chữ A Di Đà là Amita, còn qua cái tiếng mà Hán tự đó thì là dịch là vô lượng thọ hay là vô lượng quang.
Ở đây quang minh nó cũng có hai nghĩa là trí quang và hai là thanh quang. Trí quang chẳng hạn như quý vị thấy khi mà Đức Phật muốn thuyết một cái bài pháp nào rất là sâu xa ý nghĩa thì ngài thường phóng quang soi khắp thế giới để chi, để hiểu được căn cơ, để hiểu được tất cả căn tánh của chúng sinh ở đó có phù hợp với những cái trí tuệ mà ngài sắp giảng hay không, đó là gọi là trí quang. Cái thân quang đây là do công đức tu tập mà nó kết hợp lại thành những quang minh, vô lượng quang minh. Nói về ánh sáng của Đức Phật A Di Đà thời soi khắp mười phương, không nơi nào ngăn ngại, kể cả thế giới Ta Bà của mình đây cũng được cái ánh hào quang của Đức A Di Đà soi rọi. Nhưng mà cái ánh hào quang này nó chỉ hợp với những người nào mà có duyên. Những người có duyên thì coi như là không được ánh hào quang này che chở. Quý vị thấy ở trên thế giới bây giờ gần 6 tỷ người, nhưng mà bao nhiêu người nghe được ba chữ A Di Đà Phật rất là hiếm. Do đó tất cả đại chúng trong room nên biết, khi mình được nghe ba chữ A Di Đà, tất nhiên là quý vị đã tạo nhiều công đức, tu cũng là vô lượng kiếp rồi, nên ngày nay quý vị mới đầy đủ cơ duyên để mà quý vị cùng tuyên cái ý nghĩa của kinh Phật thuyết A Di Đà, và cũng là một cái phương pháp để quý vị tu để mà giảng sanh về cõi cực lạc. Xá lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu di A Di Đà. Xá lợi Phất ơi, kia sáng láng vô cùng vô lượng, soi khắp các nước suốt cả mười phương, không đâu chướng ngại, vì thế nên gọi là A Di Đà. Ở đây Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho ông Xá Lợi Phất là một cái vị đại trí tuệ thượng thủ bên hàng thanh văn. Được biết là tại vì cái kinh này nếu mà nói với những người mà căn cơ thấp kém, những người không đủ trí tuệ thì họ không vững lòng tin. Bởi lý do đó mà cái kinh này thường thường ngày xưa nó gây nhiều cái sự mâu thuẫn giữa bên Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Tại vì các thiền sư là chủ trương tự lực, ở bên tu tịnh độ là chủ trương tha lực, do đó nó có cái sự kêu là mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên nếu mình hiểu đến tận cùng rốt ráo của cái pháp tu thì mọi pháp tu chỉ là phương tiện mà thôi. Do đó nếu mình nhìn pháp tu qua cái hai cái chữ là phương tiện thì mình dễ dàng thông cảm và mình dễ dàng có thể là xóa bỏ cho nhau. Còn nếu mình nhìn hai cái chữ đó bằng một cái giáo phái thì tự nhiên mình có cái sự hiềm khắc và có sự khích bác lẫn nhau. Đối với thầy thì thầy thấy rằng tất cả mọi phương pháp Đức Phật nói ra đều là chính từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Do đó mình là người Phật tử, mình phải tôn trọng cái lời kim khẩu đó. Mình không nên hiềm khích. Mình theo tăng căn tánh của mình thuận với pháp môn tịnh độ thì mình hãy lấy pháp môn tịnh độ mình tu. Căn tánh của mình thuận theo cái pháp môn thiền tông thì mình lấy thiền tông mình tu. Chứ mình đừng có bao giờ mình có cái sự hiềm khích với nhau. Như vậy thì chính mình không phải là Phật tử. Bởi vì những kinh sách tịnh độ cũng như thiền chính là từ kim khẩu của Đức Như Lai nói ra chứ không phải ai khác. Ông Xá Lợi Phất nên biết, ánh quang minh của Đức Phật A Di Đà soi khắp mười phương thế giới không bị chướng ngại. Nói đúng ra thì quang minh của Phật A Di Đà chiếu được 1.000 vạn thế giới. Quang minh của pháp thân của các chư Phật thì rộng lớn, không có thể có giới hạn mà có thể suy lường được. Quang minh của báo thân cũng như vậy. Nói về cái quang minh đó thì các chư Phật bằng nhau về cái quang minh của pháp thân và các chư Phật bằng nhau về cái quang minh của báo thân, nhưng về cái quang minh của ứng thân thì các chư Phật khác nhau. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình có một cái quang minh nó chiếu ra khoảng 100 dặm, đó là Đức Phật Bổn Sư của mình. Rồi có những vị Phật cái ánh quang minh có thể chiếu ra 1.000 dặm,
hoặc là có vị thì có thể soi được một thế giới, có vị thì soi được 10